Phụ nữ thì phải như vậy mới đúng chứ. Tôi thích dáng vẻ hiện tại của cô. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Anh có còn nhớ tin nhắn mà em gửi cho anh lúc trước không? Câu nói đó có hiệu lực vĩnh viễn. Số 6 có lẽ là vì nhiệm vụ cho nên mới thích Tô Á hả? Đừng có đoán mò. Nghe kiểu gì cũng thấy số 6 không hề có ý thích Tô Á. Thôi đừng có nói nữa. Ngày mai tình hình Mãnh Mã sẽ rất phức tạp. Chúng chắc chắn không biết mặt hết mấy tên đàn em. Chu Dương, đi tìm vài bộ quần áo. Khắc Nam, Chu Dương, ngày mai trà trộn vào Mãnh Mã. Rõ. Vậy còn tôi? Quan sát vòng ngoài, phối hợp hành động. Dạ. Alo, là tôi đây, Trung Nguyên. Đội trưởng Trung Nguyên. Tôi đang không biết là tại sao anh lại gọi cho tôi vào ngay lúc này đây. Hiện tại tôi đang chấp hành nhiệm vụ ở Quyết Quốc, làm nhiệm vụ liên quan tới Mãnh Mã. Yên tâm, chúng tôi không mang vũ khí nhập cảnh đâu. Chiều mai chúng sẽ có buổi họp mặt lớn. Bên tôi đang tính trà trộn vô đó để thực hiện nhiệm vụ, vậy nên mới gọi điện xin phép được sử dụng vũ khí. Tôi hiểu lý do các anh nhập cảnh mà không mang theo vũ khí. Dĩ nhiên chúng tôi rất hoan nghênh người Trung Quốc tới nước của tôi. Nhưng mà nếu trong tình huống đặc biệt là các anh phải tự vệ trước bọn khủng bố thì cũng hoàn toàn hợp pháp khi các anh làm điều đó bằng vũ khí, các anh hiểu không? Cảm ơn thiếu tá Marvin. Dưới góc độ cá nhân thì nếu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, anh cứ việc nói ra. Tuy rằng cấp trên không ra lệnh cho tôi cho phép tôi giúp anh, nhưng mà tôi có thể lấy danh nghĩa cá nhân để giúp đỡ cho anh. Anh hiểu chứ? Tôi đã làm phiền anh quá nhiều, đừng khách sáo như vậy. Được rồi, nhưng mà tôi nói rồi đó, nếu như anh cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào. Được rồi. Người của chúng ta đã bao vây nơi này nên không cần lo lắng, bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, được chứ? Anh ba, hôm nay sắc mặt của anh tốt ghê đó nha. Anh ba hôm nay khí thế quay hùng quá chừng. Nhờ phúc hai người thôi. Tới tận bây giờ tôi vẫn còn sống. Đáng tiếc lão tứ và lão bác thì không may mắn được như vậy. Tình hình cụ thể thế nào chắc trong lòng mọi người đều hiểu hết rồi. Tôi chỉ thấy lạ là rốt cuộc năm nay bị gì không biết. Từng người vì tiền lại đi cùng người đã giết chết anh em của mình đó. Khốn nạn thật. Nè anh ba, anh nói như vậy là ý gì đây hả? Là sao hả? Tôi nói rồi, trong lòng mọi người tự hiểu đi. Ê, Sao vậy? Cậu ta cho tôi dẫn tới đó. Xin lỗi tam gia, theo quy tắc thì đàn em không được vô. Đàn em? Mở to mắt chó của mày ra nhìn đi. Nó là đàn em sao? Nó là con trai út của lão bác đó. Tuy rằng lão bác đã chết, nhưng mà con trai của nó vẫn còn. Thiếu đi thế lực của lão bác thì còn gì gọi là bỏ phiếu công khai nữa. Đi vô với chú, có ai dám cản con. Dạ. Cháu trai à, cứ đứng sau lưng chú đi. Các vị tiền bối nghỉ ngơi trước đi. Đợi chút nữa ông Y Sâm tới thì chúng ta sẽ bắt đầu. Đợi thôi. Để tới bao lâu cũng được. Dù sao thì kết quả cũng như nhau. May quá. Tới rồi kìa. Nhìn thấy rồi. Ông Y Sâm, những người này là... Tránh ra. Đại ca. Ông Y Sâm, tôi vẫn luôn rất kính trọng ông mà. Nhưng mà ngày hôm nay ông dẫn anh ta tới là có ý gì hả? Chẳng lẽ ông luôn che giấu cho người này hay sao? Tiêu Ân, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Nói tiếp đi. Vậy tôi xin mạo phạm. Bây giờ cả tổ chức Mãnh Mã đều đã biết chính anh ta đã giết Ba Mô. Cậu ta giết Ba Mò? Ai nhìn thấy? Chứng cứ đâu? Cả Mãnh Mã này chỉ có tôi mới có thể đại diện cho cả Mãnh Mã. Chỉ dựa vào vô lời của mình cậu mà cậu lại dám phái người đi truy sát công thần hai đời của Mãnh Mã. Ai cho cậu cái quyền đó? Sau khi Ba Mò trở về, bên cạnh chỉ có cậu và một mình Lục Hào. Nếu nói cậu ta đáng nghi, vậy thì cậu cũng đáng nghi. Cậu muốn được chọn làm thủ lĩnh của Mãnh Mã, Lục Hào cũng có quyền lợi giống như vậy. Thời gian cậu ta ở Mãnh Mã còn lâu hơn cậu. Phiếu bầu của tôi bầu cho Lục Hào. Còn có tôi nữa. Phiếu của tôi cũng bầu cho Lục Hào. Tôi cũng giống vậy. Hai cậu thì sao? Chuyện này chúng tôi ủng hộ anh Lục Hào. Được. Nếu mọi người đã đồng ý rồi thì cứ quyết định vậy đi. Nếu anh ta đã không phải thủ lĩnh thì có phải còn có thể báo thù cho ba con rồi không? Đương nhiên là được rồi. Có bắn tỉa. Hả? Ủa, có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì vậy? Bên trong có chuyện gì vậy? Sao vậy? Có tiếng súng kìa. Đại ca bị giết rồi. Giết tụi nó đi. Nhóc con, tôi không tin cậu dám giết tôi. Ông già rồi, buông tay đi. Bây giờ bên ngoài đều là tinh anh của Mãnh Mã hết. Nếu bây giờ ông không ra ngoài ngăn cản họ tàn sát lẫn nhau thì Mãnh Mã thật sự không còn gì nữa đâu. À đúng rồi ông Y Sâm, tôi quên nói với ông một điều. Ở bên ngoài tôi đã chuẩn bị hơn 100 khẩu AK-47. Nếu ông muốn liều mạng một sống một còn với tôi thì ông cố mà dẫn người xông vô nha. Có điều mạng của ông quý hơn mạng của tôi đó. Vậy nên tôi khuyên ông vẫn nên đi về thì hơn. Tiêu Ân tôi đảm bảo sau này sẽ không gây rắc rối gì cho ông. Bây giờ tới lúc tính toán món nợ của chúng ta rồi. Từ lâu tôi đã nói, sớm muộn gì cũng có lúc tôi sẽ lấy mạng của anh. Bây giờ tới lúc rồi đó. Về số 6. Điên rồi hả? Còn có mấy cái mạng gì? Nếu cô không chạm súng lên Tiêu Ân sẽ không có lý do đi ra tay. Rút đi. Đuổi theo. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nghe rõ chưa? Đi theo cho tao. Nhiệm chống khủng bố. Anh trả lời tôi đi. Bây giờ tôi không có thời gian giải thích với cô. Đi. Yểm trợ cho họ. Bám sát vô. Phải là đặc nhiệm chống khủng bố không? Phải. Tại sao chứ? Tại sao chứ? Số 6. Tại sao anh không tránh? Tại sao anh không tránh? Đừng khắc luôn. Bọn chúng hết đạn rồi. Giết tụi đó. Giết đi. Số xấu, rút trước đi. Là thiếu tá Marvin. Tốt quá rồi. Rút trở. Tô Á, đi mau. Nghe tôi nói, phía sau căn nhà này có một con đường nhỏ không có đường tắt, chỉ có đường này thôi. Cứ đi theo nó sẽ tới được địa bàn của Y Sâm. Nếu Tiêu Ân đã coi Mãnh Mã như là chủ dựa, hắn sẽ không động tới Y Sâm. Tới được chỗ đó là an toàn đó. Đi mau. Buông ra. Tôi không cần anh lo. Lưu Hào, anh làm vậy không đúng quy tắc. Giờ anh cứu cổ, còn thả cổ đi nữa. Rốt cuộc anh có ý gì đây? Điều Khắc Nam, số 6 nó không sai. Theo tình báo mà chúng ta nắm được, cổ không hề tham gia vô bất kỳ hành động khủng bố nào của Mãnh Mã. Cùng lắm chỉ là chạy việc vòng ngoài thôi. Chuyện của cổ thì cứ giao cho cảnh sát nước họ xử lý. Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn. Ngoài ra, dưới góc độ nào đó thì cổ cũng là một nạn nhân. Trực thăng tới rồi, chúng ta đi thôi. Trung Nguyên, chào anh. Lên trực thăng đi. Đi thôi, okay. Nhanh lên. Chúc mừng cậu đã trở thành thủ lĩnh mới của Mãnh Mã. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn lời đề bạt của hai chú đây. Vậy nếu không còn chuyện gì thì chúng tôi về trước nha. Đi, mau lên. Lục Hào đã chạy rồi. Có người có đội chống khủng bố Trung Quốc tới tiếp ứng. Không sao đâu. Hắn sẽ còn quay lại. Tới Trung Quốc nhanh đi. Theo dõi sát sao hành động của đội đặc nhiệm kia. Được. Lúc nãy tôi tới với tư cách cá nhân thôi. Tôi hy vọng không gây rắc rối gì nhiều cho anh. Không sao mà. Tuần tra là công việc thường ngày của chúng tôi. Và giải cứu bạn bè khỏi kẻ thù cũng bao gồm trong đó. Với lại cấp trên còn phải khen tôi vì đã làm tốt việc nữa đó. Nhưng mà tôi nghĩ tới lúc tôi phải về rồi. Lần nữa rất cảm ơn anh. Được rồi, đừng khách sáo nữa. Chúng ta sẽ còn gặp lại mà ha. Bảo trọng. Anh cũng vậy. Nghiêm. Mọi người làm tôi sốt ruột quá. Coi như đã an toàn trở về rồi. Lưu Hào, chào mừng anh về đội. Sao nhìn anh có vẻ vui quá vậy? Không lẽ không vui được hay sao? Tại sao lại không mừng cho họ chứ? Chẳng phải anh thích cô nàng mạnh mẽ thì sao? Vậy thì tôi càng phải mừng. Cô coi bây giờ cô hạnh phúc biết bao nhiêu. Tham mưu trưởng, đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu đội Liệp Ảnh và số 6 đều bình an vô sự. Trong vòng nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ cùng nhập cảnh. Tốt, lập tức về nước. Chỉ huy trưởng, số 6 đã về nước rồi. Tin tức chính xác chứ? Chính xác. Tốt quá rồi. Mau chuẩn bị đường nghênh đón ở cửa khẩu. Chào mừng số 6 về. Trở. Chuẩn bị xe. Đích thân tôi sẽ đi đón cậu ấy. Dạ. Là em đi. Đừng sợ. Giờ anh đang ở quân doanh. Lục Hào, cả đêm qua anh không ngủ sao? Em biết mấy năm qua anh sống không dễ dàng gì. Muốn khóc thì anh hãy khóc một trận cho đã đi. Bây giờ ổn rồi. Anh đã về nhà. Lúc anh không có ở đây, tang lễ của ba mẹ đều do em thu xếp sao? Anh mất tích. Không đúng. Vào năm thứ hai sau khi anh đi chấp hành nhiệm vụ thì chú đã mất. Là cục phó Đỗ phụ trách sắp xếp cho ba mẹ anh được chôn cất chung một chỗ. Mỗi tháng em đều tới đây thăm cô và chú. Cảm ơn em, Khắc Nam. Cục phó Đỗ. Miễn đi. Tôi đang mặc đồ thường, còn ở ngoài nữa. Hai người lên xe đi. Tôi muốn nói chuyện với hai người. Rõ. Rõ. Sao rồi? Quay về đã quen chưa? Cũng tạm. Coi như cũng có thể ngủ được một giấc ngon lành rồi. Lúc còn ở kia, tối nào đi ngủ cũng phải mang theo súng. Sợ bị cảnh sát giết, sợ bị đồng bọn giết. Đến mức khi ba của tôi vừa qua đời, tôi cũng không thể về được. Có điều bây giờ coi như đã ổn rồi. Có thể sống một cuộc sống giống như người bình thường. Hai người bên nhau bao lâu rồi? Chắc khoảng 7 năm rồi đó. 6 năm 11 tháng 17 ngày. Cái con bé này. Cục phó, ông hỏi chuyện này làm gì? Tôi muốn làm người chứng hôn. Người chứng hôn? Chứng hôn cho ai? Hả? Nếu không đồng ý thì cứ coi như tôi chưa nói gì. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý mà. Tôi đồng ý. Còn cậu thì sao? cô Phó à, chuyện này hay là tạm gác lại đi, đợi tôi điều chỉnh lại tâm trạng của mình cho bình thường trở lại rồi hẳn tính tiếp. Cô Phó à, tôi đi trước đi. Anh đi trước nha. Ồ, chuyện này lấy anh nha. Khắc Nam, bây giờ anh không có gì hết. Lúc chấp hành nhiệm vụ, anh đã bị tuyên bố tử vong, không còn nhà cửa, gia đình cũng mất. Tóm lại bây giờ anh không còn gì nữa cả. Anh chỉ còn mỗi mình em mà thôi. Thậm chí là chiếc nhẫn này anh phải mượn Chu Dương 2.000 tệ để mua nó. Dù có như thế nào, anh chỉ muốn được ở bên cạnh em thôi. Ở bên nhau, 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 ở bên nhau. Khắc Nam, lấy anh nha. Khắc Nam. Cô nàng mạnh mẽ, tới lúc này rồi còn do dự cái gì nữa. Chuyện tốt như vậy, bỏ lỡ là sau này mất luôn đó nha. Mau xong lên đi. Hôn cái đi. Hôn 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 đi. Trời ơi, hôn không tính đâu. Có bộ không cần hai chúng tôi xen vô nữa rồi ha. Tại đó, chuyện của người trẻ tuổi cứ để tụi nó tự giải quyết đi. Lưu Hào, anh làm vậy là sao? Anh còn sợ em không đồng ý hả? Sao còn mời cả tham mưu trưởng và cục phó Đỗ tới đây nữa? Ê, chuyện này thật sự không liên quan tới anh. Khắc Nam, anh chỉ muốn gây một sự bất ngờ mà thôi. Anh nói rồi. Nói là cục phó Đỗ là cấp trên trực tiếp của anh, còn tham mưu trưởng là cấp trên trực tiếp của em. Hai vị lãnh đạo tới rồi, đều lộ diện hết rồi. Khắc Nam, thể diện của anh trông cậy hết vô em đó.